Bây giờ cô nhờ Nhung với một bạn, Nhung với Nhài đi. Nghe như cô đoạn này và dịch nha. Nghe cô rồi. À, Nhung với Nhài nghe như đoạn này và dịch nha. Để cô dịch đi. C가 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 후엔 씨, 주말 잘 보냈어요? 후엔 씨는 지난주에 뭐 했어요? 슬기 생일이었어요. 그래서 슬기에게 책을 사줘. 아, trước khi nghe các bạn tắt hộ cô lo ha. Để nghe rõ hơn. Tắt hộ cô lo đi. À, để nghe hỏi xong cô hỏi các bạn hỏi ai các bạn mở lo trả lời ha. Để mình hỏi mở lo cùng nhau mới nghe không. 11과 어버이날에 부모님께 꽃을 드려요. 말하기 1. 고천 씨와 후엔 씨가 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 후엔 씨, 주말 잘 보냈어요? 후엔 씨는 지난주에 뭐 했어요? 슬기 생일이었어요. 그래서 슬기에게 책을 사주었어요. 고천 씨는요? 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. 그래서 어머니께 선물을 보내드렸어요. 자, 이제 nghe lại từng câu nha. Cô hỏi bạn nào là mở ra trở lại nha. 말하기 1. 고천 씨와 후엔 씨가 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 후엔 씨, 주말 잘 보냈어요? 후엔 씨는 지난주에 뭐 했어요? Bạn này nói gì đấy Nhung? Bạn có hỏi là dạo cuối tuần tốt chứ, mà hỏi là Chinanchu tuần trước đã làm gì? À, bạn trải qua cuối tuần tốt chứ, tuần trước đã làm gì? 슬기 생일이었어요. 그래서 슬기에게 책을 사주었어요. Bạn này nói gì đấy nhai? À, bạn này nói là sinh nhật của Sơn Ki và đã mua sách cho Sơn Ki không? Ok. Chân xin은요? Tiếp. Cô Chân cô Chân thì sao ạ? 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. 그래서 어머니께 선물을 보내드렸어요. 말해야 이래 안녕. 뭐 그럼 làm vào cuối tuần trước đã là ngày ok mà đã là ngày ngày của mẹ ở Trung Quốc ấy. Của Trung Quốc ấy, ngày của mẹ ở Trung Quốc. Trung Quốc ghê, mên em là ngày của mẹ ở Trung, ở Trung Quốc đấy, ngày của mẹ Trung Quốc đấy. Ở Trung Quốc thì ngày của mẹ đấy. À, như thế đã gửi quà cho mẹ. Cho nên vì vậy đã gửi quà cho mẹ. Rồi ok hết các bạn, dịch trang 28. Một người là cô Trân, một người là Huên ha. Giống như cái vai mình dịch, bây giờ mình đọc hai đoạn đấy. Dạ. Yeah. Em đọc trước nha chị. Huên 씨, 주말 잘 보냈어요?
씨는 지난 주에 뭐 했어요? 승기 생일이 있어요. 그래서 승기에게 책을 사주었어요. 고전 씨는요? 지난 주말이 중국 그 어머니 날이 왔어요. 그래서 어머니 그 선물을 들었어요. 보내드렸어요. 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. một đầu liên lên ha. Nariyasaya. Rồi bây giờ đổi vị trí cho nhau. Huyền Sĩ, chú mang chan bún sợ yo. Huyền Sĩ nương, chị nàng chú ấy, mua hết sợ yo. 순기 생일이 왔어요. 그래서 순기에게 책은 사주었어요. 그 정신은요? 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. 그래서 어머니께 선물은 보내드렸어요. Ok, rồi bây giờ ok hai bạn nha, hai bạn bây giờ nghe cho cô một lần nữa để mà ok hai bạn, bây giờ cô gọi hai bạn tiếp theo ha. Hai bạn tiếp theo là gì đây? Hai bạn đọc cho cô và thay ở vị trí số 2. Đó là chim cúc nhầm nhá, chim cu cơ xích thay cho sinh kia xe nghi. Và gì đây? Cổ sinh kia thì mình nhìn thay chim cu những chỗ màu vàng vàng, mình thay màu vàng hết. Xét cưng sa tà thì mình thay vào chúc kha nô đề bù rư ta Trung Quốc e ở mơ ni nan thì ở đây có ơ bơ chi sen xin ơ mơ ni thì có ơ bơ chi rồi mình có sơ mưng bù nè tà thì mình có là khe khứ rất mạnh tinh đà. Bây giờ các bạn vàng đi, vàng và vàng và như đi. Bây giờ hai bạn luyện với người trong băng này xong rồi mình đổi cái phần số 2 nhé, luyện cái phần này xong đổi phần số 2 ha. Baragi 1. 고천 씨와 후엔 씨가 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 후엔 씨, 주말 잘 보냈어요? 후엔 씨는 지난주에 뭐 했어요? Vâng. Em biết là không? Ừ. Trung Quốc Armani này ý ớt Đó. xoay Đó. Câu tiếp theo, câu thứ hai mà. Câu thứ hai mà. Người ta hỏi Huyền Si chúng ta chẳng có đất xéo. Huyền Si chúng ta chú ý mùa đất xéo. Mùa hết xéo. Mình trả lời là gì? Thay vào sinh kỳ sáng yên thì mình thay vào gì? Tin cô cứ đoán chứ. Thì bây giờ nó như thế nào đây? Tin cô cứ đoán chứ. Y ớt xoay Tin cô chúc Hà Nội đi đường bù đất xoay Chiên cu hành thê, chiên cu hành thê, phải sửa vào nhé. Chiên cu hành thê, nô đề đừng bù đất chuột xoay. Đã hát cho bạn nghe. Bù đi tà để thành là bù đất chuột xoay. Bù đất chuột xoay, đã hát cho bạn nghe. Và tiếp tục nữa. Cô chân xin lưu yếu. Như như hôm nay có lên lớp có mà như đâu rồi là bạn như đúng không, như đâu rồi? Đi đâu nữa rồi? Hay là bạn như Quỳnh đi. Dạ cô ơi, cô kêu khách giùm em đang trong toilet. Nói kêu sao? Rồi bây giờ hôm đi. Rồi, bây giờ Hân tiếp theo.
지난 주말에 아버지 생일이 왔어요. 생신. 생신이야. 야. 어, 그래서 아버지께 케이크를 만들어 들었어요? 들었어요. 하고 hỏi. 들었어. 들었어요. Rồi bây giờ các bạn nghe lại nha. Mình lặp lại ha. Bây giờ mình thay cái đoạn mẫu rồi đó. Bây giờ lặp lại nghe tới đoạn bằng nào nói với người trung băng này ha, xong rồi đổi vị trí với nhau nha. Để các bạn thay cho đúng, vì sao là thay gắn e kê rồi vào nha. Người tới cứ thay cái chủ ngữ thôi, còn gì đây? Trợ từ. Ngữ pháp mình vẫn cho vào. Nghe lại nha. Huy xì, 주말 잘 보냈어요? 후엔 씨는 지난주에 뭐 했어요? 와. 친구랑 식이 왔어요. 그래서 친구한테 쪽파 노래를 불렀어요. 불어줬어요. 불어줬어요. 고진 씨는요? Phan Phan, từ từ nhé. Hân, bây giờ lặp lại cái lời của cô Trân này. Ai ở phần cô Trân thì cô Trân không. Bây giờ các bạn gì đây đang giao tiếp với người trong băng chứ không phải là giao tiếp với bạn mình. Cho nên là bây giờ cô Trân lặp lại để người ta trả lời này. Hồ Vinh Sĩ, chú Man, chẳng bố nét sở yếu. Hồ Vinh Sĩ nâng, chín anh chú, ế, mở hết sở yếu. Bây giờ liên tập với người trong băng chứ không phải là... Sư Ghi sinh yếu sở yếu. 그래서 슬기에게 책을 사주었어요. 고천 씨는요? 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. 그래서 어머니께 선물을 보내드렸어요. 네, 이제 한번 lại nhưng mà thay này. Gặp lại là câu cuối không cô? Đúng rồi. Đúng rồi, cô cái ai là ở cái phần chu cô chân là ở phần cô chân hết. Chị Nan. 주말이 아버지 생신 아, 안 읽어 이거. 지난 주말이 아버지 생신이 왔어요. 그래서 아버지께 케이크를 만들어 들었어요. 만들어 들었어요. 자, 이제 đổi lại vị trí cho nha. Bây giờ hồi nãy là Hân là cô Trinh, rồi bạn Vàng là Huen, thì bây giờ Vàng là cô Trinh và ai bạn Hân là Huen nhé. Huen 씨, 주말 잘 보냈어요? Huen 씨는 지난주에 뭐 했어요? 한 친구 기흥식이 왔어요. 그래서 친구에게 축하 노래를 보러 주었어요. 고정 씨 능요. 지난 주말이 아, 아버지... bây giờ vàng lặp lại, vàng lặp lại, vàng ở phần cô trên mà cô trên sẽ bỏ câu kia. À, cô Trân đậu hả cô? Ừ, cô Trân, em là ở vào vai cô Trân, em là vai cô Trân hết rồi. Như cô nói, bây giờ các bạn giao tiếp với chúng băng chứ không phải là giao tiếp với bạn mình. Thế nên đừng để ý cái câu gọi bạn mình, mà để ý cái vị trí của mình, để bạn mình nói xong mình nói là vị trí của mình. Hồ Anh Chi, Trung Anh, chẳng buồn hết sợi ốc. Hồ Anh Chi, đồn chi năng chú em hết sợi ốc. Rồi, bạn này mới trả lời này. Sư Ghi sinh nhật 이었어요. 그래서 슬기에게 책을 사주었어요. 고천 씨는요? 지난 주말이 중국의 어머니 날이었어요. 그래서 어머니께 선물을 보내드렸어요. 네, 이제 mình lặp lại nè, và thay vị trí nè. 지난 주말에 아버지 생신이었어요. 그래서 아버지에게 아니 아버지께 케이크를 만들어 주었어요. 네, 오케이. và Hân nhớ những cái chỗ mà người ta không có dấu thì mình không đọc dấu nha, mình không phải là câu hỏi. Em thấy cô thấy Hân hơi hay nhầm cái chỗ câu hỏi câu trả lời đúng không?
Yeah. Nó không có dấu chấm hỏi, mình nhìn mình đọc nó quen đấy, cho nên là nó không không có dấu chấm hỏi, mình không có đọc dấu lên, tại vì chỗ này nó không phải là câu hỏi. Cho nên là khi mình phát âm nó dấu lên thì người ta không biết là à, câu này là hỏi là câu hỏi người trả lời, tại vì mà hỏi mình thì như thế nào, mình đâu phải là cái sinh nhật đấy đâu mà phải hỏi mình, đúng không? Cho nên là để những phân biệt cái đó thì câu hỏi và câu trả lời để mình về đây phân biệt giọng điệu hỏi cho chính xác ha. Để mình nói là không biết là câu nào hỏi không cho trả lời, câu trả lời lại đây lấy làm hỏi, người ta không biết à mày à, bạn hỏi hay là bạn trả lời, tôi cũng không hiểu luôn. Ví dụ như người ta hỏi mình trả lời, nhưng mà mình trả lời mình không trả lời, mình đi hỏi lại, mình đi với họ. Ví dụ như bạn này hỏi là cô xin xin đừng nhớ, thì bạn này bảo xin nam chú mà đi Trung Quốc ở Madin à ở Madin là đi rất sợ đó, thấy gì đâu, nó lại gì đây, nó không đúng. Người ta hỏi là còn bạn thì sao, à tuần trước gì đây, à, đó là ngày của mẹ, là ngày của đã là của mẹ à. Thì gì đây, thì đôi khi giao tiếp nó không có ok cho lắm ha, cho nên để ý cái đó, khi nào câu hỏi thì mình lên giọng ha, còn câu trả lời bình thường vô bình thường rồi. Ok hai bạn ha, cô gọi hai bạn nữa nghe phần số 2 dịch và trả lời đáp án cho cô ha. Ở đây có hai cái phần số 2 tiếp theo, đó là nó có hai câu hỏi. Thì bây giờ các bạn nghe và các bạn dịch cho cô phần đấy luôn. Bây giờ hân với vàng luôn đi, nghe và dịch cho cô luôn ha. Các bạn này nó cũng thích nghe, hai bạn dịch nghe và dịch cho cô luôn đi. Đấy, bây giờ tiếp nha. Thích kỷ 안젤라 씨와 드미트리 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 드미트리 씨, 이 꽃은 뭐예요? 선물을 받았어요. 무슨 날이에요? 오늘이 제 생일이에요. 그래서 친구가 저에게 꽃을 사주었어요. 아, 그래요? 생일 축하해요. Rồi bây giờ là cô tu lại từng câu nhé. Vàng là người nam, Hân là người nữ ha. Cô cho hỏi cái số là trang 28 đúng không cô? Trang 28. À cũng là phần trang 28, phần số 2 đây. Thấy chưa? Angela C và Dimitri đấy. Đều. 잘 듣고 답해 보세요. Dimitri 씨, 이 꽃은 뭐예요? Bạn gái này nói gì đi Hân? Bạn gái này hỏi là đang làm gì? Cái hoa này là gì vậy? Ikuchi. Cái hoa này là gì vậy? Mày á. Hoa này là gì? 선물을 받았어요. 무슨? Nói gì đây bà? Dạ, nói là tôi đã nhận được quà. 무슨 날이에요? 아니에요. Một bạn nói là anh như vậy không xin một em nghe lại đi cô, em nghe không có rõ cô. Rồi bây giờ nghe lại nhé. Thích kỷ Angela 씨와 Dimitri 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. Dimitri 씨, 이 꽃은 뭐예요? 선물을 받았어요. 무슨 날이에요? Bạn này hỏi là là anh ấy vậy hỏi là gì? Đúng rồi, buổi sáng nay ngày gì mà bạn được nhận quà đấy, ý bạn ấy nói đấy. Là ngày 오늘이 gì? 제 생일이에요. 그래. Ngày gì đây? Là sinh nhật của tôi. 그래서 친구가 저에게 꽃을 사주었어요. 아. Bạn của tôi đã mua hoa cho tôi. Nên là bạn của tôi đã mua hoa cho tôi. 그래요? 생일 축하해요. 아, chúc mừng sinh nhật. À, vậy à, chúc mừng sinh nhật. Rồi bây giờ Hân hỏi câu 1 cho Vàng trả lời, Vàng hỏi câu 2 cho Hân trả lời ha. Hỏi câu 1 vậy. À, y cọp mổ hết sợi yếu. Đâu, trang 128. Thấy chưa? Ô, ô nơ rưng
무슨 날이에요? 안젤라 생일이에요. 3. To me, to đi nha. Không phải người con gái cả. À, là người con trai. To me, to đi là sinh nhật. À. Không cần được em. To me, to đi sẽ cái Luca mùa luôn mùa xuân sa mùa luôn chốt sẻ. Mùa xuân chốt sẻ. Kiên cố. Tên cô kẹt à? Ừ. Chú ớt sợ yếu? À. Chín cô ca có xương. Sa chó sợ. Sa chó sợ yếu. Hoặc là sa chú ớt sợ. Sa chú ớt sợ yếu. Ừ. Bạn. Ừ. Thư mi. Thư mi thư đi ế kê nụ ca mô xương chú ớt sợ yếu. Là mình có là chín cô ca. Vậy đây, thư mi si để kê cũng được mà không cũng được. Vậy mình chỉ trả lời là chinh cu ca cho có sơ sa cho sơ sa có sơ. Ừ, các bạn ghi vào cho cô nhé. Ô nư em ghi đi cô. À, chinh cu ca cô đọc nghe các bạn ghi nhé. Đó cũng như trả lời câu hồi nãy của em đấy. Chinh cu ca. Còn ghi thư mi thư đi si e ke ghi cho đủ cũng được, còn không cũng được. Mà cái tên nó có trong trong sách này, thư mi thư đi đấy. Ừ. Thư mi thư đi e ke có chân chốt sơ hoặc là xa chốt sơ cũng được. Có sơ có chân chốt sơ chốt sơ. Những cái tên này mình biết với hết đúng không, những từ mình học rồi hết rồi. Cô đọc lại nha. Chín cô ca thư mi thư đi si e ke có chơi cho sợi à. Còn ở trên là ô nữ đức mù xung na đi yếu thì là thư mi thư đi si sang nghi ni e sang nghi ni yếu. Đó, mình giải thích rồi, chưa việc trả lời câu hỏi là các bạn ghi vào cho cô ha. Rồi ok. Rồi bây giờ các cô kiểm tra văn nói các bạn 30 phút nha. Cho đến 12 giờ xong mình đi học bài mới ha. Bài bài số 12 mình học sẽ học ngữ pháp Euro. Ờ à, vậy bài số 12 mình sẽ học pháp là động từ ở thì tương lai. Là ưng rưng coi hiểu là sẽ à, và đi với động từ tính tiền đi với cô. Bây giờ thay vì chủ đề vừa qua đó là chủ đề số 10 cô chưa kiểm tra. Thì bây giờ chủ đề số 10. Mình đang học chủ đề UC là kính ngữ. Và chủ đề Chiman. Câu hỏi các bạn có thể kết hợp được với Chiman những cái chỗ nào ngữ cảnh mà các bạn thấy câu hỏi của cô đáp lại câu hỏi của OK về cái chủ đề hôm trước đấy thì các bạn đáp lại, và nếu như mình kết hợp được cả Chiman vào thì càng tốt. À, nếu như kết hợp được thì bây giờ cô kiểm tra cái bây giờ đối thoại cái kính ngữ trước. Ví dụ như ở đây là gì đây, cô và các bạn đang nói về người lớn chứ không phải đang giao tiếp với người lớn. Ví dụ như trong trường hợp này cô và các bạn đang nói về người lớn, ví dụ cô hỏi là bà đang làm gì à? Thì các em trả lời là à bà đang làm gì đó đó. Hai người cùng trang lứa nhưng mà vẫn kính ngữ là vì đang nói tới người lớn. Đó, đang nói tới mẹ chứ không phải đối tượng của mình là người lớn, mình giao tiếp là lớn mình mới kính ngữ. Ở vì sao à, mình nói với bạn A nói với bạn B mà vẫn sử dụng kính ngữ là vì bạn A nói với bạn B, bạn ba A hỏi bạn B về việc gì, về cái việc ông bà đã đang hỏi về người lớn thì vẫn kính ngữ, chứ không phải A là gì đây, A nói chuyện với B, B là ông bà thì mới kính ngữ. Đối tượng giao tiếp trực tiếp là ông bà thì mới, còn không là không kính ngữ, không phải. Đó, nói với bạn A, bạn B nhưng hỏi về ông bà vẫn đưa câu kính ngữ bình thường, có người lớn vào là kính ngữ, có nói đến người lớn là kính ngữ và đối tượng nói chuyện là người lớn cũng kính ngữ. Còn lại thì là câu bình thường. À, thì bây giờ ví dụ như trong trường hợp là bạn A, bạn B, cô và các bạn đang nói về C, bạn A, bạn B, B là các bạn ha, lặp lại câu của cô đang nói về người lớn. Thì bây giờ lúc trước bắt đầu từ bạn vàng
Thì bây giờ lớp mình bạn nào không có trả lời được thì cô khoanh tròn nha. Xong các bạn nhìn lên bảng, các bạn cứ giao tiếp như là mấy lần trước. Hoặc là bạn nào không được thì cô báo cô nha, cô không ghi tên nhé. Ví dụ như bây giờ cô có là bắt đầu tụi cô lên tới bạn Vàng này, xong bạn tới Hân này, Hân tới Như Quỳnh này. Bạn nào đọc không được thì là mở lo bảo cô ha. Như Quỳnh xong tới Như này, Như xong tới Diễm nè. Cô ơi, em đang dỗ cho bé ngủ cô ơi. Diễm hả em? Dạ. À, Diễm hả, được đúng không? Như này. Xong tới Nhung này. Nhưng mà còn ai nữa đây? Loan nó được không Loan? Xong đến Loan. Nay em ở ngoài đường rồi cô ơi, em không có đem sách tập gì theo hết trơn, em chỉ nghe được thôi. Rồi, vậy là Loan cũng không nè. Trong trường hợp này rồi đến là Phụng à. Tên của bạn là tên gì cô quên mất rồi, Phụng à, đúng không? Ngọc Lê. Dạ, Phụng cô. À Phụng, có là bận gì không em? Dạ học, em đang học, không bận gì. À Phụng, Nhai nè. Rồi tiếp tục đến là Như Ý hôm nay bận nè. Rồi đến anh Dương, anh Dương hình như cũng bận đúng không? Anh Dương ra thì là trong ra đây trong bệnh viện này. Cho nên là đây, bao nhiêu thôi. À, Vàng đến Hân đến Như Quỳnh đến Như xong đến Nhung xong đến Phụng đến Nhà. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Như hôm nay có học không vậy? Như hôm nay có học, hình như có học mà đúng không? Bạn nào không có để thì lên tiếng cho con nha. Rồi bây giờ tiếp tục bạn bắt đầu bạn Vàng nhé. Hai mươi nghìn ca chỉ cùng mùa hai xéo. Hai mươi nghìn ca chỉ cùng mùa hai xéo. Vàng đâu rồi? Bắt đầu em. Tự nhiên đang nói chuyện mà em tắt luôn. Hai mươi nghìn ca chỉ cùng mùa hai xéo. Hai mươi nghìn ca chỉ cùng chết cương ít co. Ít cư xe, ít cư xe, ư xe, hoặc là ư xin thì cà đấy. Nhưng mà khỏi xe thì các bạn ư xe. Rồi các bạn hỏi tiếp. Các bạn mình là Hân. Harmonica, y chê mùa hà cô ít xoay. Ủa quên, cái ngữ. Cô gọi là giùm em đúng không? Hay mơ nì ca chỉ có mùa hà xe. Harmonica 지금 뭐 하세요? 또 뭐 하는 거야? Alo. Hân đâu vậy? Em trả lời mà em không có lo cô ơi, em trả lời. À. Vừa rồi. Harmonica đang đứng từ xe vô. Xe vô. À. Hay nhầm câu hỏi à. Băng ngưng từ xe. Bạn từ xe rồi hỏi bạn tiếp Như Quỳnh. Nhìn cho bạn đấy không? Tới bạn Như Quỳnh đó cứ hỏi tiếp đi, các bạn cứ hỏi tiếp đi. Các bạn cứ nói đi. Quên câu hỏi à? À, chỉ có mùa hoa xẻo, cố gắng tay nghe lên cho các bạn dễ nghe. Television 보세요. 아, 지금 채널 보세요. 보세요. 티테오. 다니엘. 다니엘, 니. 아, 네.
요리하세요. 한번 요리사, 요리사 là gì đây? 아, 요리사 là cái thợ nấu à. Nghe nghe bè. Yurihaseo là đang nấu, nấu ăn. Rồi tiếp tục tới Phụng, Nhung hỏi bạn Phụng. À, si cha nghe khá xe, khá xe ô. Xin chào nghe, đi đến chợ. Rồi tiếp tục em hiểu bạn, em hỏi bạn nha. À, Yuri Hazel, rồi ok. Đó, các bạn cứ sau cái câu của cô cứ thế mà làm thôi, như trên bảng này. Đó, đó, đó. Vàng hơn như Quỳnh, xong tới như xong tới Dung Phụng là cứ thay đổi cho nhau, cứ lưu phi cho nhau ha. À, bây giờ bắt đầu từ cô có lương phiên cho nhau, lương phiên cho nhau như thế nha. Y chang câu hỏi của cô trước. Rồi bây giờ tiếp theo. Hara bờ chì ca. Hara bờ chì ca. Thế đề bì chờ nương. Bùm nì, à, bố xìm nì ca. Hara bờ chì ca. Thế đề bì chờ nương. Bố xìm nì ca. Bây giờ theo cái ban đầu của cô là trả lời không nha. À nhiêu đi, để cho mình hai câu trả lời. À nhiêu television á. À bố xin người ta. Mà là gì đấy, làm gì đó. Ấn tung hà xin người ta chẳng hạn. Để mình trả lời được nhiều ha. À, nếu như kết hợp được chim an thì càng tốt. Nếu như cô nói câu này, như cô trả lời là Hara bố chí ca thè đẹp chân á. An bo si chi man. Nhưng mà un tu mới ham ha si mi da chẳng hạn. Un tu un ha si mi da. Không. Tuy là bố không xem tivi nhưng mà bố đang là tập thể dục vân vân. Còn không là bố không xem tivi nhưng mà bố tập thể dục không và chi man cũng được, tại vì cái buổi bài cái câu hôm nay chưa yêu cầu chi man. Thì ở đây ví dụ như cô nói hara bo chi thè đè bi chơi nên bo si mi da. Em phải trả lời là không để cho mình có ả nhưng mà trong đó nha. Không. Không cho tivi mà tập thể dục chẳng hạn. Ok không? À hiểu chưa? Rồi bây giờ làm lại và các bạn như thế cũng thế nha. Để mình có gì đây, trong cái câu mà mình có hai động từ và có sử dụng nhiều đuôi câu trong đó nữa. Thì bây giờ cô hỏi Harabichika chikum television posidika. Tiếp. Không cần chim ăn cũng được, không cần chim ăn cũng được. Bây giờ chưa yêu cầu chim ăn, không cần chim ăn cũng được. Bình thường thôi. À sang chiếc ha ta. À người ta đợi hỏi là gì, đang hỏi nì tà, mình trả lời nì tà luôn đi cho nó hợp. À sang chiếc không nì tà. À ví dụ như cho nó hợp thôi. À, người ta hỏi nì tà, đang câu nì tà nì cá, thì bây giờ mình hai bạn với gì đây giao tiếp với nhau của nì tà nì cá, cô chuyển đổi như thế cho các bạn quen đấy. Rồi tiếp.
ok, chỗ nào ok cô im im lặng ha, các bạn cứ làm thế. Tới phụng âm hala bhaji tir hai bi chan am posim posim nida mala umma kul turu sim ni turu sim nida. Tại vì tực tà có bắt chim đi với ư sim nida tà, thì khi đi với ư thì tực tà nó bị bắt nguyên tắc biến thành r, thì nó sẽ là turu sim ni turu sim nida umma kul turu sim nida. Và bây giờ lặp lại đi xem. Đúng rồi, làm vậy thôi chị này. Ám bố xin đi đà. Ừ. À, tư đa xin đi. Tư đa xin đi đà. Rồi, ok. Tới bằng nhà. Bông bô xin nì cá. À, đang kính ngữ. Các bạn hay quên kính ngữ ha. Đúng rồi. Bây giờ các bạn nha, trong văn nói, đây là luyện nói, các bạn bỏ ưng nưng ư ca hết cho cô cũng được, không sao cả. Đã, nếu mà quên ưng nưng ư ca không cho vào cũng được, mà nhớ cho vào thì càng ok. Còn không là bỏ hết trong văn nói, có thể lược bỏ ưng nưng ư ca hết, nhưng mà ê hề sơ vẫn thêm vào nha. Ê hề sơ bắt buộc phải thêm vào ha. Nhưng trợ từ nha, chỉ lược bỏ đó là ưng nưng ư ca và ưng nưng thôi, còn lại ngữ pháp ok. Trợ từ lược bỏ à, trong văn nói nha, có thể được cho vào cũng không sao, nhưng mà về được bỏ được thì được. Cho nên là khi văn nói cô không bắt lỗi những phần này, chỉ có phần viết thôi. Rồi bây giờ tiếp theo nha. Bây giờ với vai vế là người lớn và người nhỏ. Bây giờ cô là người nhỏ, cô hỏi bạn Vàng trước, bạn Vàng là người lớn. Cô hỏi bạn Vàng bao nhiêu tuổi, thì bạn Vàng muốn trả lời đuôi gì trả lời. Tại vì cô là người nhỏ mà, cho nên là muốn trả lời ayo, benita, benica, hay trả lời chống không gì đó cứ trả lời. Tại vì người giao tiếp của cô là người lớn, nhưng mà khi họ trả lời với cô, họ mình là người nhỏ thì họ trả lời như thế nào trả lời. Là ví dụ bây giờ cô hỏi tuổi người lớn là bằng Vàng này, hỏi tuổi nha. Nhận xe cao ô tô kê tê xe ó, nhận xe cao ô tô kê tê xe ó, Vàng đó em. Dân xe ca ô tô kê tê xe ó. À, mình đã hỏi dân xe rồi thì không nói xung mua sai nha. Phải từ ô xích trở lên. Bây giờ hỏi người già, người... À, đây em không có lo con nghe. Đây bây giờ cô hỏi dọn xe ca là người lớn tuổi, cô hỏi dọn xe mà các bạn trả lời 20 tuổi chết rồi. Chết cô luôn rồi. Người người lớn của 20 tuổi là cô phải là hỏi mẹ xăm. Ừ. Rồi bây giờ nha, dọn xe ca ô tô kê tê xe ó. Ờ mai ạ.